Thời gian thấm thoát trôi qua với biết bao niềm vui và nỗi buồn. Chúng con nhớ mãi giai đoạn hơn một năm trước, nhờ có sư phụ mà huynh đệ chúng con cùng nhau vượt qua được những hoang mang sợ hãi khi dịch bệnh hoành hành. Với tầm nhìn trí tuệ và đầy yêu thương, sư phụ đã thành lập cho chúng con hai ngôi thiền thất, đó là trường Minh Quang tại Đài Trung và Biến Chiếu Quang tại Bát Đức Đào Viên. Bởi ngay sau đó là thời điểm cao trào của dịch bệnh, Đài Loan rơi vào cách ly, chúng con không còn được về chùa tu tập như bình thường nữa. Hai ngôi thiền thất trở thành ngôi nhà yêu thương, bao dung mỗi người con trở về. Hễ khi có thời gian rảnh, huynh đệ liền chạy về thiền thất cùng lễ Phật, thời khóa. Huynh đệ cùng nhau trải qua những tháng ngày dịch bệnh trong yêu thương ấm áp, từng ly nước, chén cơm hay tô cháo, rồi cả bài thuốc tuyệt vời mà sư phụ truyền trao. Sư phụ đã cho chúng con mạng sống, cưu mang chúng con không chỉ trên con đường tâm linh giác ngộ, mà cả trên đường đời chông gai này. Chúng con biết ơn sư phụ, biết ơn hai ngôi thiền thất mà người đã thành lập bằng tất cả tình thương. Giờ đây, dịch bệnh đã yên lắng, huynh đệ tiếp tục len lỏi khắp nơi để mang chánh pháp của sư phụ lan xa. Chúng thanh niên thêm một bước phát triển, được sự cho phép của sư phụ, chúng con đã thành lập thêm một tổ em út tại khu vực Tân Trúc. Những hạt mầm bắt đầu nảy nở, nhân duyên nối tiếp nhân duyên. Huynh đệ Tân Trúc được nương nhờ quý ni sư tại mái chùa Phúc Huệ, được tu tập theo đường lối của Thiền Tôn Phật Quang. Ni sư thương và tạo mọi điều kiện để huynh đệ có thể về tu tập với số lượng lớn và có nơi sinh hoạt. Niềm mong ước cứ lớn dần cho đến một ngày, ni sư đồng ý cho chúng con được tu tập tại dãy nhà lớn phía sau chùa. Nhận thấy sứ mệnh của thiền thất Biến Chiếu Quang tại Bát Đức đã hoàn thành, giờ đây thiền thất được chuyển về Tân Trúc và cũng là lúc ngôi thiền thất được mang thêm một sứ mệnh mới, đúng với ý nghĩa mà sư phụ gửi gắm. Thiền thất trở thành nơi tu thiền, mang được nhiều lợi lạc tới nhiều huynh đệ hơn nữa. Nhớ những ngày đầu, nơi đây là một dãy nhà cũ phía sau chùa, nơi lưng chừng núi hoang vu, rậm rạp, cỏ cây tùm. Và rồi được chư Phật gia hộ, huynh đệ đồng lòng cùng với nhau, cải tạo nơi đây thành ngôi thiền thất trong mơ. Huynh đệ bảo nhau bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang từ trần nhà, thu gom đồ đạc, tu sửa lại hệ thống điện nước. Những bóng đèn bắt đầu được thắp sáng như đang thắp lên con đường phía trước của chúng con vậy. Quãng thời gian kiến tạo thiền thất để lại trong chúng con rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Huynh đệ ba miền hướng tâm về, miệt mài ngày đêm. Mỗi tối tan làm, huynh đệ vội vàng về thiền thất tăng ca để đẩy kịp tiến độ. Huynh đệ Đào Viên chạy xuống phụ giúp, cùng huynh đệ Đài Trung cũng tranh thủ ngồi tàu lên công quả. Cứ mỗi người một tay, chung sức cùng nhau làm. Huynh đệ miệt mài ngày đêm, kéo từng xe đất, đào nền, làm bếp. Từng viên gạch được đặt xuống, mái tôn, cây trụ. Và rồi căn bếp cũng được hình thành, có nơi che nắng che mưa, nấu ăn phục vụ đại chúng tiến tu. Khi mới bắt tay vào làm, chúng con cũng chưa mường tượng được phải tiến hành ra làm sao. Nhưng kỳ lạ thay, như có sự gia hộ của chư Phật, mọi thứ dần được hình thành và ngay cả con đường đi lên thiền thất cũng đã được mở ra. Từ lối lên nhỏ hẹp, trời mưa đôi chân chẳng hề vững, huynh đệ ra sức miệt mài ngày đêm, đào từng bậc mở đường, bê từng viên sỏi để lót vào bậc thang. Chúng con động viên nhau rằng huynh đệ ở nhà thật hạnh phúc khi được đi đắp đường, còn huynh đệ Đài Loan thì thiệt thòi hơn, chưa từng được tham gia. Cho đến ngày hôm nay, thiền thất được chuyển về Tân Trúc, hạnh phúc hơn tất thảy. Huynh đệ được chính tay tạo một con đường, từng bước chân bê đá đi lên, huynh đệ cứ cần mẫn làm và làm, chỉ nguyện ước mỗi bước chân ai đi qua đều bén duyên với Phật Pháp, tinh tấn tu tập và làm được nhiều công đức lành. Những ngày hè tháng 7 gay gắt, từng giọt mồ hôi của huynh đệ rơi xuống. Thương huynh đệ, nhưng rồi chúng con thương sư phụ nhiều hơn. Thương 30 năm sư phụ gian khó, biến đồi hoang thành Phật địa,
để biết bao chúng sinh có nơi trở về nương tựa. Đi qua khó khăn thiếu thốn, chúng con đều được Phật gia hộ, nơi cho đá lát nền, nơi cho sắt bắn khung. Những gom góp ân tình đó, tất cả chúng con đều hướng về sư phụ với lòng biết ơn vô hạn. Sau tất cả, ngôi thiền thất trong mơ đã thực sự hiện ra với bầu không khí trong lành và yên tĩnh của núi rừng. Xúc động vô cùng, khi khoảnh khắc chúng con thỉnh thánh tượng từ bên chánh điện tạm về thiền thất, giờ phút ấy, bỗng một cơn mưa rào như gột rửa đi tất cả. Niềm vui lớn hơn gấp trăm lần khi chúng con được sư phụ tặng thánh tượng lớn hơn, phù hợp hơn với không gian mới của thiền thất. Tuyệt vời nhất là chính tay sư phụ đã chỉnh sửa từng đường nét cuối cùng của thánh tượng cho tới khi hoàn thành. Buổi tối hôm ấy, khi biết tin thánh tượng được vận chuyển tới nơi, huynh đệ tan làm là về thẳng thiền thất, có những điều vô cùng kỳ diệu. Trên đường đi, trời mưa to tầm tã, nhưng khi tới nơi, chúng con tập trung thỉnh ngài lên thiền thất, thì trời bỗng ngừng cơn mưa, để huynh đệ di chuyển một cách dễ dàng. Chúng con xúc động vỡ òa khi được chiêm ngưỡng dung nghi tuyệt đẹp của thánh tượng. Thế rồi, huynh đệ tiếp tục bắt tay vào công đoạn khó khăn hơn, đó chính là sơn chánh điện và hàn bệ Phật. Bởi những yêu cầu đó cần kỹ thuật rất cao mà huynh đệ chúng con thì không biết gì. Nhưng may mắn thay, quý thầy thiết kế bản vẽ, chỉ đạo sát sao từng khâu. Để rồi hôm nay, tất cả huynh đệ được lễ Phật nơi chánh điện trang nghiêm, có một không gian tuyệt vời để tu tập, có con đường để đi, có nước sạch để uống, có điện để dùng. Cuối cùng, huynh đệ cũng đã có một nơi để trở về, được về nương tựa Phật, núp dưới bóng mát tâm linh, với suối nguồn tình thương làm vơi đi bao hờn tủi. Nơi đây, thiền thất biến chiếu quang trở thành ngôi nhà mà chúng con có thể về bất cứ lúc nào, nơi chứa đựng tình thương bao la của sư phụ. Giờ đây, thiền thất chính thức trở thành nơi tu thiền, đúng như ý nghĩa mà sư phụ gửi gắm. Niềm hạnh phúc càng dâng lên khi trong buổi lễ an vị Phật thiêng liêng và khóa thiền tháng 11, quý thầy từ tổ đình đã chứng minh chủ trì buổi lễ. Dưới bóng cây bồ đề tâm linh bao trùm cả thiền thất, quý thầy dẫn dắt đại chúng cùng đọc vang lời kinh bát chánh đạo thiêng liêng và những ước nguyện cao đẹp. Xin cho bất cứ ai quỳ trước thánh tượng này đều sẽ có một ngày đắc thành vô thượng đạo. Sư phụ kính thương, chúng con biết rằng để thiền thất được hoàn thiện đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ơn đức lớn lao của sư phụ. Chúng con tự hỏi, không biết mình là con cá, cánh chim từ kiếp nào được sư phụ phóng sinh chú nguyện, để rồi trôi lăn trong dòng sinh tử. Khi đi lạc lầm lũi, chúng con được sư phụ cưu mang về với ánh đạo vàng. Giữa muôn vàn lối rẽ, sư phụ vẽ cho chúng con một con đường đi tới chánh pháp, đó là lộ trình giác ngộ. Chúng con vô minh dại khờ, không đủ duyên phước, nhưng nguyện lòng dốc hết sức san sẻ một chút gánh nặng đang đè lên đôi vai mảnh khảnh, nguyện làm cánh tay nối dài của sư phụ để thực hiện nguyện ước lớn lao, biến thế giới này thành tinh cầu giác ngộ. Chúng con mong từng ngày bước chân của sư phụ sang, để Phật Pháp nơi đây được bừng sáng, để thiền phong được nối liền một sảy lan xa, để một lần nữa chánh pháp của Đức Thế Tôn được dựng lại. Sư phụ ơi, sư phụ vất vả nhiều rồi, chúng con thương sư phụ nhiều lắm, cầu mong trên Phật gia hộ cho sư phụ luôn được mạnh khỏe ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con biết ơn sư phụ nhiều lắm ạ. Chúng con thương kính